Phía sau vô lăng là cái màn hình thông số kỹ thuật 10,2 inch y chang trên cái Civic đang bán ở Việt Nam, nhưng khi mà anh chị bước vào đóng cửa xe lại thì nó sẽ hiện lên cái giao diện TFA rất đẹp mắt để chào mừng chủ nhân bước lên xe. Dạng như là ba ống xả như thế này thì nghe cái tiếng bô nó rất là uy lực anh chị. Và ngay sau đây thì mời anh chị cùng em nghe cái tiếng bô nha. Và xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hải Honda Auto Long An. Một sự kiện được mong chờ nhất trong năm dành cho những tín đồ đam mê xe ô tô. Một mẫu xe lần đầu tiên mở bán chính hãng tại thị trường Việt Nam và được ra mắt đầu tiên tại Đông Nam Á. Và càng đặc biệt hơn khi mẫu xe này ra mắt đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển cái tên Honda Civic, kỷ niệm 30 năm thương hiệu Type A ra đời. Và ngay sau đây, xin mời anh chị cùng em chào đón Honda Civic Type A 2023 nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản và chuẩn bị mở bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết mẫu xe này, xin mời anh chị cùng em điểm qua 50 năm phát triển của một mẫu sedan huyền thoại Honda Civic. Honda Civic Type A từ khi ra đời đến nay được chia ra làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu tiên, những chiếc Civic hiệu năng cao được ra đời từ năm 1997 đến 2017 và hầu như chỉ hướng đến dành cho đường đua thôi. Với giai đoạn thứ hai từ 2017 đến thời điểm hiện tại thì tập trung hướng đến cả đường đua và để cả đi trong phố, nên là sẽ hứa hẹn tiếp cận hơn với nhiều anh chị khách hàng. Thời gian gần đây thì anh chị thấy những cái thông tin chiếc Civic Type A duy nhất ở Việt Nam được qua Vũ, tức là bác Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Trung Nguyên Legion á, lăn bánh ở ngoài đường. Đây là cái mẫu xe Civic Type A thế hệ thứ 5 được nhập khẩu dưới dạng tư nhân một đại lý ở Hà Nội, có giá bán hơn 4 tỷ. Nhưng sắp tới đây sẽ là một cái tin rất vui dành cho những anh chị khách hàng thích cái Civic phiên bản đặc biệt, phiên bản chạy số sàn này, khi Honda Việt Nam sắp tới sẽ phân phối chính hãng mẫu xe này với thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản, một phiên bản Type A được xem là mạnh nhất từ trước đến nay. Honda Civic Type A 2023, huyền thoại đang trở lại. Dự kiến Honda Civic Type A 2023 được ra mắt ở Việt Nam ngày 26 tháng 10, nhằm ngày đầu tiên của triển lãm Việt Nam Motor Show ở quận 7. Lúc này anh chị sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng mẫu xe này thực tế. Với 5 màu sắc được công bố bao gồm trắng, đỏ, đen, xanh dương và màu xám xi măng. Với giá dự kiến khoảng 2 tỷ 199 triệu, nhưng giai đoạn đầu tiên sẽ mở bán trắng, đỏ, đen, xanh dương và xám xi măng thì nó sẽ coi như là ra mắt sau anh chị nha. Với màu trắng này, cái tên mỹ miều, tên tiếng Anh của nó là trắng championship, được lấy ý tưởng từ cái màu xe đua F1 đầu tiên của Honda. Nhưng thôi em, cái màu sắc mà anh chị hướng đến thì nó sẽ là cái màu xám xi măng hoặc là cái màu xanh dương. Hai màu này rất đẹp anh chị và không có màu vàng anh chị nha. Với Civic thế hệ tiền nhiệm, cái Civic mà của bác Đặng Lê Nguyên Vũ đang đi thì nó là cái màu zin của nó là màu vàng, nhưng Civic thế hệ thứ 6 này thì nó không có màu vàng. Với lần đầu tiên có mặt chính hãng ở Việt Nam, cũng là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á ra mắt Civic Type A 2023 dưới dạng nhập khẩu Nhật Bản nguyên chiếc, nên là hứa hẹn đây sẽ là một cái mẫu xe trang bị rất nhiều option cực kỳ xịn sò. Nhìn tổng thể form xe anh chị có thể thấy là Civic Type A không còn kiểu sedan như các phiên bản Civic nhập Thái đang bán ở thị trường Việt Nam nữa, mà nó là bản hatchback 5 cửa. Trong form xe nó sẽ ngầu hơn, nhưng thực tế cái chiều dài tổng thể nó lại ngắn hơn Civic sedan, bù lại rộng và cao hơn. Về chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên như Civic sedan đang bán ở Việt Nam. Khung gầm vẫn sử dụng hệ thống treo trước Maxxion nhưng đã được tinh chỉnh lại để phù hợp với vận hành hiệu năng cao. Treo sau vẫn là liên kết đa điểm.
La răng của Civic Type A cũng được trang bị lên la răng 19 inch với ứng dụng la răng ngược rất độc đáo và thể thao không kém như các mẫu siêu xe đắt tiền. Vẫn kết hợp sử dụng chung với lớp Michelin Pilot Sport 4S với thông số lớp là 265/30ZR19. Với ký tự chữ Z trên lớp cho phép cái lớp xe này chịu với tốc độ tối đa khoảng tầm 240 km/h. Nhưng thực tế với nhà sản xuất công bố thì mẫu xe này đạt tốc độ tối đa từ 272-275 km/h. Điểm nhấn ở dàn chân này là bộ 4 phanh Brembo 4 bích tông với cụm phanh Brembo được làm bằng nhôm, trong khi đó đĩa phanh được làm bằng thép. Và khi đi với la răng 19 inch này thì anh chị để ý ngay cái lòng vè, ngay cái chắn bùn thì nó sẽ được thiết kế hơi bè ra bên ngoài, làm cho cái trọng tâm xe đi tốc độ cao nó sẽ đầm hơn, giúp xe an toàn hơn và đáp ứng đủ các cái điều kiện về tính khi động học. Phần đầu xe có chút thay đổi về thiết kế so với Civic RS nhập Thái đang bán ở thị trường Việt Nam, đó là mặt ca lăng nó đã được thiết kế các cái chi tiết tổ ong thay vì các dạng đường ngang và có thêm cái logo Type A làm điểm nhấn thay vì logo RS. Lưới tản nhiệt phía dưới cũng đã được thiết kế thể thao, hầm hố hơn. Và riêng trên bảng Type A thì cái logo Honda ở đầu xe, bốn logo Honda ở nắp chụp bánh xe, đuôi xe hay bất kỳ nơi nào có logo Honda thì đều được làm logo dưới dạng nền màu đỏ, trông rất đẹp mắt. Nắp capo được thiết kế có lỗ thông gió để tăng tính khí động học, tận dụng không khí để làm mát cho khoang động cơ với vật liệu nhôm. Mặc dù đây là phiên bản thiên về tốc độ nhưng Civic Type A vẫn có đầy đủ các tính năng trong gói hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, ví dụ như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, tự động giữ làn đường, tự động chuyển đèn code pha, giảm thiểu chệch làn đường và tự động bám đuôi giữ khoảng cách với xe phía trước. Đặc biệt trên mẫu xe này thì anh chị không còn thấy cái cụm đèn gầm, không còn thấy cái đèn sương mù nữa, mà thay vào đó là các cái chi tiết hốc gió nhằm tăng độ thể thao, tính khí động học để bớt cái lực cản không khí và sử dụng để làm mát cái hệ thống phanh. Có đầy đủ body kit, ốp cản trước, clip hông và clip bộ phía sau. Và với cái kiểu ống xả dạng như là ba ống xả như thế này thì nghe cái tiếng bô nó rất là uy lực anh chị. Và ngay sau đây thì mời anh chị cùng em nghe cái tiếng bô nha. Phần được anh chị khách hàng dành sự quan tâm nhiều nhất có lẽ về động cơ 2.0 tăng áp 315 mã lực với mô men xoắn cực đại lên đến 420 Nm. Đây là một cái khối động cơ mạnh nhất từ trước đến nay của Honda Civic Type A, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp có tính năng rematching, điều chỉnh vòng tua khi sang số và hệ dẫn động cầu trước có vi xe chống trượt cùng với các tính năng hỗ trợ như là trợ lực lái điện, bánh răng kép khi tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 4.9 giây. Xứng danh là một mẫu xe động cơ đặc trước, dẫn động cầu trước nhanh nhất thế giới. Phần đuôi xe khá mới lạ vì đây là biến thể hatchback 5 cửa nên là anh chỉ thấy nó sẽ không có vuông vức như những cái đuôi xe của sedan mà nhìn nó bầu bỉnh nhưng không kém phần hầm hố. Cụm đèn hậu full LED khi anh chị đạp bằng đạp phanh thì nguyên một dãy LED sẽ hiện lên chạy dọc phần đuôi xe như những mẫu Porsche. Đây là kiểu thiết kế xu hướng trend ở thời điểm hiện tại. Nổi bật nhất ở phần đuôi xe này là cụm 3 ống xả với hệ thống van xả chủ động AEV. Anh chị có thể tùy chỉnh âm thanh của ống xả này thông qua các chế độ lái bên trong màn hình giải trí. Và một cái chi tiết không thể thiếu trên những dòng xe hiệu năng cao đó là cánh đứt gió. Với Civic Type A thế hệ tiền nhiệm, phần này được trang bị gắn liền với phần thân xe, nhưng ở lần ra mắt hoàn toàn mới thì Type A 2023 đã được thiết kế rồi, gồm hai chi tiết hợp kim nhôm cố định ở phía dưới và bên trên là cánh lướt gió. Tuy nhiên, vật liệu cánh gió này có phải là carbon hay không thì vẫn chưa có thông tin chính xác. Ưu điểm của cánh lướt gió đặt cao này thì nó sẽ giảm bớt cái điểm mù khi anh chị nhìn trong cái phần gương chiếu hậu ở bên trong nội thất. Cốp xe rộng rãi, anh chị có thể gặp 64 ở cái hàng ghế thứ hai nếu như mình không sử dụng hoặc để đồ đạc cồng kềnh. Và với Civic Type A thì nó sẽ không có bánh xe cua anh chị nha. À, tại vì nếu mà bể lớp thì nó thay cái bánh xe cua sắt vô nhìn nó hơi kỳ anh chị. Bước vào khoang nội thất của Civic Type A 2023 thì anh chị sẽ bị ấn tượng bởi cái tông màu đỏ đặc trưng trên cái phiên bản đặc biệt này. Sẽ là rất hợp với những anh chị khách hàng thuộc ngũ hành mệnh hỏa. Mình chọn cái xe ngoại thất màu đỏ, nội thất nó có sẵn màu đỏ, coi như là đỏ tươi luôn anh chị. Với các chi tiết như là tắp bi cửa, ghế ngồi, bọc vô lăng, bọc cần số, bệ tì tay thì đều được làm bằng cái vật liệu da lộn, da Alcantara, được tuyển chọn khá gắt gao. Với hai cái màu đỏ hàng ghế trước, màu đỏ này thì nó được các cái kỹ sư tại Nhật Bản làm thủ công luôn anh chị nha. Ghế vẫn chỉnh cơ, không chỉnh điện vì xe đua mà. Anh chị để ý những cái xe Lamborghini hay là Ferrari thì nó sẽ không có cái xe nào chỉnh điện hết anh chị. Phía sau vô lăng là cái màn hình thông số kỹ thuật 10.2 inch y chang trên cái Civic đang bán ở Việt Nam, nhưng khi mà anh chị bước vào đóng cửa xe lại thì nó sẽ hiện lên cái giao diện Type A rất đẹp mắt để chào mừng chủ nhân bước lên xe. Và để ý kỹ thì anh chị thấy hai cái kim đồng hồ thì nó sẽ là cái màu vàng rất nổi bật. Và khi anh chị chuyển cái chế độ lái cộng R thì lập tức cái màn hình này nó sẽ chuyển sang cái giao diện đường đua
như những chiếc F1, thể hiện các cái thông số về cái số xe của anh chị, số 1, 2, 3, 4, thể hiện tua máy nè, báo sang số bằng các cái chấm đèn nhỏ như trên Ferrari. Màn hình giải trí có kích thước lên đến 9 inch, y chang trên Civic RS thôi, nhưng nó có thêm cái chế độ Lock R. Khi chọn chế độ này thì màn hình nó sẽ hiện rất nhiều thông số như là thông số turbo, nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ ngoài trời, các cái góc khi vào cua rất đa dạng và sinh động. Ngoài ra thì anh chị có thể vào phần cài đặt, chọn cho màu cái chiếc xe giả lập bên trong cái màn hình của mình á, để cùng màu cái xe mà anh chị đang đi. Rất hấp dẫn phải không anh chị? Và đây mới đúng là cái phiên bản dành cho các tín đồ đam mê tốc độ. Điều hòa tự động vẫn là hai vùng độc lập, vẫn có sạc không dây và đặc biệt nó là cái hộp số sàn 6 cấp đã được tinh chỉnh về cái độ nhạy bởi cái hệ thống Remaching. Khi anh chị tăng số và về số sẽ có 4 chế độ lái bao gồm Comfort, Sport, Individual và cộng R. Khi anh chị chuyển sang Sport thì lúc này xe toàn ở cái chế độ thể thao. Khi mình chuyển qua cộng R thì lúc này sẽ chế độ đường đua. Còn đặc biệt khi anh chị chuyển qua chế độ Individual này thì anh chị sẽ được tùy chỉnh. Ví dụ như là động cơ mình muốn để chế độ Sport nè, ống xả thì anh chị có thể để chế độ cộng R để nghe âm thanh nó uy lực hơn. Và cái chế độ lái Individual này thì nó là cái hoàn toàn mới, là cái phiên bản tiền nhiệm, nó không có cái phần này. Chỉ có Civic Type A 2023 mới được trang bị phần này thôi. Vẫn trang bị đầy đủ phanh tay điện tử và brake hold giữ phanh tự động. Vì đây là cái phiên bản hướng đến người lái nên là cái hàng ghế hàng thứ hai nó rất là chán anh chị. Vẫn có chất liệu da lộn Alcantara nhưng chỉ là cái da màu đen thôi chứ không phải là màu đỏ nổi bật như là hai cái ghế lái. Và cái xe này là cái xe hatchback 4 chỗ anh chị, nó không có cái chỗ chính giữa như là cái sedan 5 chỗ, mà cái vị trí này được tận dụng làm nơi để cái ly uống nước và không có cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Về số túi khí thì trên Civic Type A nó sẽ được trang bị 7 túi khí và có thêm một túi khí ở đầu gối. Và trên đây là tổng quan những cái trang bị trên Civic Type A 2023 sắp sửa được mở bán chính hãng từ thị trường Việt Nam. Anh chị có thể sắp xếp thời gian công việc của mình để ngày 26 tháng 10 này thì mình có thể ghé ngang SECC quận 7 để chiêm ngưỡng tận mắt bằng xương bằng thịt Civic Type A. Đây là cái lễ hội Moto Show, hội ô tô Việt Nam năm 2022. Nó được mở lại sau 2 năm dịch Covid anh chị, rất là lớn nên là anh chị có thể sắp xếp đến đây xem. Những anh chị nào mình khó khăn việc mua vé thì mình cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo của em có những cái vé này thì em có thể tặng cho anh chị làm kỷ niệm. Nó không có nhiều tiền đâu anh chị, nhưng mà đây coi như là cái món quà kỷ niệm của em. Rồi, giá bán chính thức của Civic Type A 2023 vẫn chưa được tiết lộ và thời gian giao xe của mẫu xe này cũng dự kiến khoảng tầm tháng 3 năm 2023 anh chị nha. Hiện tại đại lý đã nhận cọc mẫu xe này. Anh chị đang quan tâm có thể gọi trực tiếp số hotline 0847 68456 để trở thành những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Civic Type A 2023. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã xem. Đừng quên bấm like, đăng ký một chia sẻ để ủng hộ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.